rất là đông luôn của chương trình. 118 cái hàng. Cái này là hội tụ đầy đủ tứ linh luôn. Tứ linh đó cây. Trời ơi, nhìn thấy đẹp quá ha. Long, lân, quy, phụng rồi. Cây cũng trước này nè, hai cây chậu rồi. Trời ơi, làm cái này quá cho công phu luôn ha chú ha. Nhẹ nhàng làm mới được á. Dạ. Tay ngang đâu có biết làm. Dạ. Hồng treo gió ha. Đặc sản của Đà Lạt. Kính mừng đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung ngày 15 tháng 8 năm Giáp Thìn 2024. Bạn anh đó. Đây là một số hình ảnh ở phía trước báo An Từ nè cô chú anh chị các bạn. Buổi chiều hôm nay cũng không khí cũng rất là mát mẻ đó. Bà con cô bác về tham dự đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung rất là đông luôn. Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung thì diễn ra trong 3 ngày cô chú anh chị các bạn. 13, 14, 15 tháng 8 hàng năm nha. Phía bên trong báo An Từ đó có những cái gian hàng của các họ đạo trên toàn quốc cũng như là các họ đạo ở trong khu vực tỉnh Tây Ninh của chú anh chị. Các cái gian hàng ở phía trong là trước là để trưng bày cho bà con cô bác tham quan, sau đó là cũng như là cúng và hiến tế lên cho Diêu Trì Kim Mẫu để cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu đó của chú anh chị các bạn. Rồi thì bây giờ em mời của chú anh chị các bạn cùng đi vào phía bên trong tham quan ở phía bên trong nha. Của chú anh chị các bạn xem video nhớ tặng cho em một like và một đăng ký kênh để khích lệ tinh thần em cái nha. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Từ ở ngoài mình đi vào đó thì bên tay phải là các cái gian hàng của các họ đạo trên toàn quốc nè cô chú anh chị. Đầu tiên là gian hàng của họ đạo ở hải ngoại cô chú anh chị các bạn. Ở đây thì đang trưng đồ thêm nè cô chú anh chị. Chú cho con hỏi ở đây là mình có tổng cộng bao nhiêu gian hàng hả chú? 118 gian hàng. Dạ. Gian hàng này của hải ngoại. Dạ. Hôm nay hải ngoại gồm các nước Mỹ, Hàn Quốc, dạ, Đài Loan, Đài Loan, dạ, Malaysia. Dạ. Tất cả đây là những cháu con dâu Hàn Quốc làm dạ với Malaysia. Đồng hồ tại các nước trên thế giới. Dạ. Này là dầu hả chú? Dầu nóng. Dầu nóng ha. Bởi em đứng đây rất là thơm luôn cô chú anh chị. Bên kia cũng có gian hàng trong bên kia mà của huyện gì? Ở đây các cái gian hàng trưng bày rất là đẹp luôn nè cô chú anh chị các bạn. Đây là gian hàng của ban đại diện Hội Thánh thành phố Hồ Chí Minh. Rất là đẹp luôn của chú anh chị.
dài dài như phía trong luôn ha. Phía ngoài nè, rất là đông luôn. Các gian hàng thì sẽ phân công người trực đó cô chú anh chị các bạn. Gian hàng của họ Đạo tỉnh An Giang nè cô chú anh chị. Rồi tiếp tục đi dài dài vô phía trong luôn xuống địa bàn. Ban đại diện và phải nói sáu họ Đạo tỉnh Bạc Liêu. Rồi nói ngã xe bảy giờ sau đi. Đi ra ngoài đi được cầu ưu tiên cho số 1. Có làm sao đi. Quá đông rồi. Nói bên đây là tỉnh Bến Tre. Bên đây là tỉnh Bình Dương cô chú anh chị. Đây là tỉnh Bình Định rồi nha. Tỉnh Bình Thuận. Ở đây người ta cắm bông rất là đẹp luôn nè. Họ Đạo mình là tỉnh nào ha anh trai? Tỉnh Cà Mau. À, Cà Mau. Phía trong rất là đẹp luôn của chú anh chị mà. Đâu đây thì phải đi từ từ thôi. Chen chút từ từ đi. Đắk Lắk. Cà
cà phê hết không? Cà phê tươi hết chứ. Dạ. Còn cà phê khô là làm mấy con lăng kìa. Gian hàng nào cũng đẹp hết trơn luôn. Đây ta trang trí rất là khéo tay luôn chứ. Đây. Tỉnh Đồng Nai. Tới tỉnh Kiên Giang là của chú anh chị. Phía bên đây là gian hàng tỉnh Lâm Đồng nha. Bánh tráng ngon không em? Dạ ngon. Oh, ở đây mình có trang trí những cái trái đó là trái gì vậy cô? Hồng leo gió. Hồng leo gió của đặc sản Đà Lạt, có lại ăn xô không ăn xô. Hồng leo gió ha. À, hồng đó thay gì nè? Cái hồng mà mình đi Đà Lạt mà mình muốn sấy là khác, hồng sấy khô là khác. Hồng là hồng treo gió, là cái hồng nó chín xong mình về mình treo lên là nó nắng thanh vô cái gió thanh vô là tự treo. Đặc sản của Đà Lạt. Đặc sản của Đà Lạt. Nó còn ngon hơn cái hồng sấy. Dạ. Mấy móc còn cái này là treo nữa trong cái lồng, cái nhà lồng, cái lồng kính đó bỏ đầu nắng vô. Ở đây thấy gian hàng nào trưng bày cũng đẹp quá. Cảm ơn em gái nha, cảm ơn cô nha. Dạ, cảm ơn cô nha. Lai mình là gì đó? Dạ, kênh của con là Long Xuyên TV. Long Xuyên TV, rồi con có xem được. Con quay ẩm thực. À, quay ẩm thực. Rồi, cảm ơn cô. Yeah, inside, yeah. Tiếp tục đi tới phía trước luôn cô chú anh chị. Đây là gian hàng các họ đạo và ban nghi lễ tỉnh Long An cô chú anh chị bạn. Các họ đạo miền Bắc, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Đây là họ đạo tỉnh Ninh Thuận của chú anh chị. Tỉnh Ninh Thuận đặc sản là nho của chú anh chị.
ở đây trang trí. Nho này là nho thiệt hả cô? Nho thiệt á. Wow. Thì gốc nó mình ươm á, là từ đây nè, từ dưới 3 năm rồi. Wow. Nho Ninh Thuận nè. Nho tươi nha, Ninh Thuận nha, nho đúng nho tươi luôn nha, chứ không phải ấy đâu á. Nho thiệt luôn đó. Nho thiệt luôn. Dạ. Nho Ninh Thuận nho thiệt luôn. Wow. Giải giải ba luôn cháu ơi. Dạ. Chấm giải ba luôn. Cô chấm luôn hả? Cô đi tham quan cô chấm luôn. Yeah. Đây trang trí phía trên là cũng như là một cái vàng để nho luôn đó cô. Toàn bộ là nho thiệt luôn hả cô? Wow, toàn bộ là nho thiệt hết luôn cô chú anh chị. Ở đây thì em thấy gian hàng nào trưng bày cũng đẹp hết trơn. Đây tới phía bên đây là gian hàng của các họ đạo tỉnh Phú Yên của chú anh chị. Đó. Phía bên đây là gian hàng tỉnh Sóc Trăng. Wow, thịt Sóc Trăng có chuối to quá. Chuối táo quạ hả con? Trời ơi. Siêu to khổng lồ. Đâu có to đâu hả? Siêu to khổng lồ. Siêu to khổng lồ thôi chứ đâu có to đâu ha. Táo quạ người ta giờ mình thấy táo quạ. Chuối rất là to luôn cô chú anh chị bạn. Để em zoom lại cho cô chú anh chị bạn xem nha. Cái thơm lá dĩa. Dạ, ít tốt. Phía bên đây là tỉnh Tiền Giang. Tỉnh Trà Vinh. Rất là đẹp luôn nè cô chú chị bạn. Phía bên đây là tỉnh Vĩnh Long nha. Bên đây là tỉnh Bình Phước. Dài dài tới phía trước luôn cô chú anh chị bạn ơi. Đó. Gian hàng của tỉnh Quảng Ngãi. Họ đạo thành phố Quảng Ngãi. Đây đây đây.
bên này chống mà. Thẳng luôn. Bên này chống mà, cái nhà đứng. Đây, tỉnh Đắk Nông. Tới khu vực này là hai bên luôn của chú anh chị bạn. Tới khu vực này là các họ đạo ở phía trong tỉnh Tây Ninh của chú anh chị. Hai bên luôn này ha. Phía ngoài là những cái dòng trái cây của chú anh chị mình, quýt, cam, táo, rất là đẹp luôn nha. Tỉnh nào vậy em? Cơ quan Phước Thiện. Hả? Cơ quan Phước Thiện. Cơ quan. Có đây. Bên này. Rất là đẹp luôn của chú anh chị. Cơ quan Phước Thiện. Ồ, cái này là bánh tét hả cô? Dạ, 79 kg. Vâng, 79. Dạ. Phía bên đây cũng có một đòn nữa nè cô chú anh chị. 79 kg. Chập hôn 85.000 luôn. Vô đây là đi từ từ, từ từ thôi cô chú anh chị bạn. Không đi nhanh được nha. Rất là đông. Đây ăn đi. Ồ, phía bên đây rất là đẹp luôn nè cô chú anh chị bạn. Riêng hả? Cái giống riêng chứ đâu phải thiếu tiền nữa đâu.
cái này là hội tụ đầy đủ tứ linh luôn hả chú? Tứ linh đó cái. Trời ơi, nhìn thấy đẹp quá ha. Long lân quy phụng ở đây cũng trước này nè, hai chỗ rồi. Dạ. Ôi làm cái này quá trời công phu luôn ha chú ha. Nghệ nhân làm mới được á. Dạ. Tay ngang đâu có biết làm. Dạ. Cái này là mình đơm bằng bông hoa với cứ phối màu cho nó hợp lý đó. Dạ. Đỏ xanh vàng vậy đó, trắng rồi đó. Dạ. Cho nó nổi bật lên. Hội tụ đầy đủ tứ linh luôn nè cô chú anh chị các bạn ơi, rất là đẹp luôn. Cái này làm bao nhiêu lâu mới hoàn thành hết cái gian hàng của mình? Cái gian hàng này làm từng lễ gì không tới nữa. Vậy hả? Trời ơi. Vậy cũng nhiều người làm người món mà. Quá trời đẹp luôn rồi. Rất là công phu luôn của chú anh chị các bạn. Hội tụ đầy đủ tứ linh luôn nha. Long lăng quy phụng. Trời ơi, đơm mấy cái vỏ hoa này cũng rất là đẹp đó nè. Cái này hình như là chắc đẹp nhất quá. Rồi ai cũng khen cái gian hàng này hết trơn. Gian hàng của mình là ở đâu ha chú? Thành phố Tây Ninh nè. Dạ. Ngay trung tâm thành phố Tây Ninh, cái quầy của thành phố luôn. Thánh khách thành phố luôn. Dạ. Ở Tây Ninh thì có nhiều cái họ đạo. Dạ. Cái quầy này là của họ đạo thành phố. Dạ. Quầy này rất là đẹp luôn cô chú anh chị các bạn. Cái này chắc cũng nhiều người tập trung lại làm mới hoàn thành ha. Nó có nguyên cái ban. Dạ. Cái ban bộ. Quầy này chắc là điểm đẹp và kẹt không? Tứ linh hội tụ, long lăng quy phụng có đủ luôn, rất là tuyệt vời luôn của chú anh chị các bạn. Đây là khu vực của các họ đạo trong tỉnh Tây Ninh của chú anh chị mà. Ồ, phía bên đây rất là đẹp luôn nè của chú anh chị các bạn ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rồi tiếp tục thì sẽ đi dài tới phía trước luôn. Khu vực bên đây là các họ đạo trong tỉnh Tây Ninh. Nhà hàng mình ở Đà Nẵng hả cô? Dạ. Chụp hình chết in thế này của chú anh chị. Họ đạo xã Hân Thuận, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Đây là cô cũng chụp hình chết in nữa nè. Đây là họ đạo xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Này đi cho. Bye.
gian hàng nào cũng sáng hật hết trơn. Ở phía trước là cô chú anh chị các bạn. Rất là đông luôn. Rồi thì nãy giờ em cũng có quay một vòng tại Báo Văn Từ cho cô chú anh chị các bạn xem đó. Các cái gian hàng của các họ đạo trên toàn quốc và các họ đạo ở trong tỉnh Tây Ninh. Video của em cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn cô chú anh chị các bạn trong những video tiếp theo nha. Cô chú anh chị các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh trước khi rời đi nha. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Hello.